chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị xem chương trình Thanh Thảo số hàng tuần do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Thưa quý vị, hạnh phúc thử được các tâm lý gia và các nhà xã hội học cho là một mục tiêu khó đạt được vì tùy thuộc rất nhiều vào quan niệm của con người. Tuy vậy, một yếu tố để mưu cầu hạnh phúc chúng ta ai cũng có thể kiểm soát được là vấn đề cân bằng tài chính cá nhân hay gia đình. Theo nhiều chuyên gia xã hội và tâm lý, lý do hàng đầu dẫn đến ly dị tại Mỹ là tiền và quản lý tiền trong gia đình với tỷ lệ từ 50% cho đến 60% các cuộc hôn nhân sẽ kết thúc bằng ly dị. Thiết nghĩ tìm biện pháp quản lý và cân bằng tài chính là một đề tài hữu ích trong đời sống nhằm cố vãn hôn nhân hoặc tìm sự an bình cá nhân. Mời quý vị hãy cùng với Thanh Thảo tìm hiểu về những biện pháp này trong chương trình Quân Bình Ngân Sách để tìm hạnh phúc trên đài Việt Face TV. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm những tin tức kinh tế toàn cầu và tin liên quan đến giới tiêu thụ. Chương trình này cũng gửi đến quý vị vài phương cách giữ cân bằng ngân sách. Nào, chúng ta hãy bắt đầu. Trong phần tin kinh tế thế giới, bản tin đầu tiên là Dubai tận dụng thỏa thuận với Israel để vươn ra thế giới. Việc tiếp cận một hải cảng ở Dubai là một phần quan trọng trong thỏa thuận giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, viết tắt là UAE. Hiệp định được gọi là Abraham Accords sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế, bao gồm vận tải hàng hải, công nghệ kỹ thuật và ngân hàng. Sultan Ahmed bin Sulayyam là chủ tịch Dubai Ports World đã giải thích rằng chúng tôi đã lãng phí thời gian của mình trong cuộc đối đầu và chiến tranh nóng lẫn chiến tranh lạnh. Ít nhất thì chúng cũng không hiệu quả và chúng tôi tin rằng hiệp định này sẽ củng cố vị trí của Do Thái trong việc giải quyết vấn đề. Trong khi đó thì UAE đang tìm kiếm một cơ hội có thể đến từ hiệp định này để mang lại lợi ích cho cả hai. Mặc dù nhiều người tin rằng một số thỏa thuận trong hiệp định chủ yếu là chống rỗng, chỉ có ý nghĩa hình thức, Sultan Ahmed bin Sulaiman nói rằng ở UAE, chính phủ không lãng phí thời gian vì các thỏa thuận, chỉ là một thứ tài liệu để thiết lập tốc độ cho những gì sẽ được thực hiện. UAE muốn kinh doanh và biết làm cách nào để có được hoạt động kinh doanh theo ý mình. Đó là về việc áp dụng công nghệ kỹ thuật, hậu cần, kết nối và khả năng giao dịch và kinh doanh của cả hai phía. UAE cần do thái về mặt công nghệ, trong khi do thái lại cần thị trường và vị trí chiến lược từ UAE. Ngoài ra, Do Thái cũng cần học cách kinh doanh ở UAE vì lưới kinh doanh tại đây hoàn toàn khác đối với quốc gia Do Thái, từ rất lâu đã không tiếp cận với các quốc gia trong khối Ả Rập. Liên Âu đàm phán với Vương quốc Anh cho đến khi nào đạt được kết thúc cay đắng. Chủ tịch của Quốc hội châu Âu là ông David Sassoli đã bày tỏ sự thất vọng sau một ngày họp với Vương quốc Anh trước những hành động gần đây của quốc gia này. Nhưng ông vẫn khẳng định rằng Quốc hội Liên Âu sẽ tiếp tục đàm phán với Anh cho đến khi nào có kết thúc cay đắng. Ông David Sassoli đã phân trần rằng: "Tôi rất khó chịu, tôi rất buồn. Chúng tôi đã nghĩ rằng thỏa thuận Brexit sẽ được tôn trọng bởi vì các thỏa thuận luôn luôn được tôn trọng. Chúng tôi không tưởng tượng rằng mối quan hệ sẽ đi theo chiều hướng này và tình huống có thể tồi tệ như đang xảy ra. Nhưng chúng tôi sẽ ở lại bàn đàm phán cho đến phút cuối cùng và chúng tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra rằng đây là thời khắc lịch sử và họ nhận ra hậu quả." Một phần quan trọng trong thỏa thuận Brexit là vấn đề biên giới Ái Nhĩ Lan và ngân khoản mà Anh Quốc phải đóng trả cho Liên Âu sau khi rút khỏi khối này. Kế đến là bản tin về 197 triệu công việc trong ngành hàng không trên thế giới có thể bị ảnh hưởng vào cuối năm nay. Tuy tác động của đại dịch coronavirus tiếp tục được cảm nhận sâu rộng trong khắp các ngành nghề, thì ngành hàng không và du lịch là những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất CEO của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới là bà Gloria Guavara đã kêu gọi sự chú ý không chỉ đến những tác động tức thời của đại dịch mà còn cả hiệu ứng domino của nó. Bà Gloria Guevara đã giải thích, vào cuối năm nay chúng tôi ước tính có 197 triệu việc làm bị ảnh hưởng trên toàn cầu. Để có một sự so sánh, con số này bằng dân số của Mexico cộng với Canada và hơn phân nửa dân số của Hoa Kỳ. Vì vậy, rất nhiều việc làm sẽ bị mất đi, và khi các chính phủ loại bỏ tất cả sự hỗ trợ hiện có chẳng hạn như ở hoa kỳ và ở một số quốc gia khác trên thế giới là khi chúng ta bắt đầu thấy tác động thực sự xa thêm nữa là hiệu ứng domino bởi vì nếu một hãng hàng không bị ảnh hưởng thì không chỉ nhân viên của hãng hàng không mà tất cả các đại lý du lịch các nhà điều hành chuyến du lịch các nhà hàng và toàn bộ hệ thống công việc làm liên quan đến ngành hàng không nữa 46 triệu công việc gặp nguy cơ vì khủng hoảng ngành du lịch hàng không. Cũng vẫn liên quan đến ngành hàng không thì có tới 46 triệu việc làm có thể bị mất vì sự sụp đổ của ngành hàng không do đại dịch coronavirus gây ra. Đó là theo nghiên cứu mới từ nhóm hành động vận tải hàng không viết tắt là ATAG. Nhóm này cũng gợi ý rằng du lịch bằng đường hàng không có khả năng phục hồi bằng mức độ giống như năm ngoái, phải chờ tới ít nhất là năm 2024. Ngoài ra, 26 triệu việc làm khác có thể bị mất trong lĩnh vực du lịch liên quan đến đi lại bằng đường hàng không và 15 triệu việc làm khác có thể xảy ra ở các công ty bán hàng hóa và dịch vụ vào chuỗi cung ứng vận tải hàng không hoặc là cho nhân viên ngành hàng không. Hoạt động kinh tế được hỗ trợ bởi hàng không có khả năng khiến cho GDP toàn cầu giảm và lỗ 1.8 ngàn tỷ Mỹ Kim. ETAG đang kêu gọi các chính phủ hãy thực hiện bất cứ điều gì trong khả năng để đưa lĩnh vực này trở lại bình thường. Sang qua phần du lịch thì Nam Phi mở cửa trở lại để đón du khách quốc tế. Bắt đầu từ thứ năm ngày 30 tháng 9, Nam Phi mở cửa trở lại một số biên giới của mình cho du khách nước ngoài. Đây là lần đầu tiên quốc gia này cho phép các chuyến bay quốc tế, ngoài việc đưa công dân hồi hương kể từ khi nước này bị phong tỏa hồi tháng 3 năm nay. Các quốc gia sẽ được chia thành 3 loại: nguy cơ cao, trung bình hoặc thấp, theo tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong vì Covid-19. Du khách từ những nơi có nguy cơ cao sẽ không được phép nhập cảnh. Tất cả các du khách phải có bảo hiểm du lịch và xét nghiệm coronavirus với kết quả âm tính không quá 72 giờ kể từ thời điểm khởi hành. Ngành du lịch Trung Quốc bùng nổ khi tuần lễ vàng bắt đầu. Hàng triệu người ở Trung Quốc đang đi du lịch trở lại trong kỳ nghỉ lễ lớn đầu tiên kể từ khi đại dịch dịch bệnh COVID-19 bùng phát hơn 8 tháng trước đây. Bắt đầu kỳ nghỉ tuần lễ vàng của Trung Quốc là dịp kỷ niệm ngày quốc khánh, thường dẫn đến những đám đông rất lớn. Du khách đeo khẩu trang nhưng lại đứng kề vai sát cánh ở ga tàu. Điều này khiến cho nơi đây trở thành nơi thử nghiệm lớn đầu tiên về việc ngăn chặn COVID-19. Vào tháng 4 năm nay, Trung Quốc đã nới lỏng đáng kể các hạn chế xã hội. Tuy đã có nhiều đợt bùng phát dịch COVID-19 bao gồm cả một đợt bùng phát ở Bắc Kinh vào tháng 6, nhưng nhiều người ở Trung Quốc lo lắng hơn về sự lây lan ở các nơi khác trên thế giới. Vì vậy, hầu hết du khách Trung Hoa Đại Lục chọn du lịch trong nước vì họ cảm thấy yên tâm hơn nhưng hành động này tạo ra một bong bóng đồng đúc người. Từ ngày đầu cho đến ngày 8 tháng 10 thì Học viện Du lịch Trung Quốc ước tính sẽ có vào khoảng 550 triệu chuyến đi trong nước được thực hiện. Đó là gần 70% các chuyến đi được thực hiện vào cùng thời điểm năm ngoái. Tuy nhiên số người đặt phòng khách sạn đã tăng 50% so với năm 2019 và du lịch cùng thành phố và quãng đường ngắn cũng vậy. Kỳ nghỉ du lịch quan trọng cuối cùng trong năm tại Trung Quốc là dịp mừng năm mới trong khi Cục Du lịch Bắc Kinh đã hủy bỏ tất cả các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn cho kỳ nghỉ năm 2021. Hồi Tết Nguyên đán đầu năm 2020, tại nhà ga xe lửa Bắc Kinh, đa số người chăn chúc về quê của họ và rất ít người đeo khẩu trang. Ba ngày sau, thì Vũ Hán là tâm chấn ban đầu của đại dịch đã bị phong tỏa và các đường phố của thành phố lớn như là Thượng Hải vắng tanh trong nhiều tuần lễ. Nhưng cuộc sống xã hội dần dần trở lại vào tháng 4, nhiều người mạo hiểm hơn và mới cuối tuần trước, đám đông ban đêm đã tập trung đông đúc. Hầu hết không đeo khẩu trang. Các sự kiện lớn trong nhà như là triển lãm xa hơi Bắc Kinh cũng thu hút rất đông khách, là một dấu hiệu cho thấy nhiều người trong nhiều tuần lễ đã đóng cửa ở yên trong nhà của họ và bây giờ ngày càng cảm thấy thoải mái rằng siêu vi khuẩn có thể sẽ được kiểm soát. Sang qua phần tin về sàn giao dịch chứng khoán Tokyo tạm dừng chọn ngày thứ năm vì trục chặt hệ thống kỹ thuật. Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo đã tạm dừng giao dịch cả ngày thứ năm vì lỗi của hệ thống máy điện toán và trở ngại khi chuyển sang dụng cụ thiết bị dự phòng. Sàn giao dịch đã có cố gắng khắc phục trở lại để trở lại giao dịch bình thường vào ngày thứ sáu. Tuy nhiên đây là biến cố tồi tệ nhất đã từng xảy ra trên sàn giao dịch Tokyo. Trước đây, những lần ngưng hoạt động chỉ ảnh hưởng đến một phần của ngày giao dịch, với vụ cuối cùng là hồi năm 2005, khi giao dịch bị tạm dựng trong 4 tiếng rưỡi. Thời đó, thì biến cố đã dẫn đến việc chủ tịch của sàn giao dịch phải từ chức. Hiện nay, thị trường chứng khoán của Nhật Bản trị giá vào khoảng 6.000 tỷ Mỹ Kim, lớn thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Việc ngưng hoạt động này có nghĩa là việc mua và bán hàng ngàn cổ phiếu bị ngưng trệ. Giới đầu tư đã thở phào vì biến cố chỉ kéo dài một ngày. Các nhà đầu tư đã cảnh giác cao độ về bất cứ trục trặc nào sau vụ tấn công mạng vào tháng 8 tại New Zealand, khiến cho giao dịch bị tạm dừng trong nhiều ngày. Vụ này đã đóng cửa một trong những sản giao dịch lớn duy nhất đang hoạt động tại châu Á hiện nay. Vì là ngày lễ quốc gia cho nên các thị trường như Hồng Kông, Nam Hàn, Đài Loan và Trung Quốc đều đóng cửa. Trên thực tế, các thị trường của Trung Quốc đóng cửa vài ngày nhân dịp tuần lễ vàng. Biến cố này cũng xảy ra cùng ngày khi một bản báo cáo được theo dõi chặt chẽ từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản được công bố. Nó ghi, ghi nhận tâm lý kinh tế từ các công ty Nhật Bản và kết luận rằng điều tồi tệ nhất có thể đã trôi qua đối với nền kinh tế Nhật. Nhưng niềm tin vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch. Sự ngưng hoạt động này cũng có thể làm giảm niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường Nhật Bản và gây áp lực lên chứng khoán khi hoạt động giao dịch khởi động trở lại. Và sau đây là một tin tốt với môi trường. Một loại siêu enzyme phân hủy nhựa nhanh cho hơn 6 lần những hóa chất trước đây được tìm thấy. Đây là một bản tin tích cực đối với những người quan tâm đến cách giảm bớt ô nhiễm môi trường sống. Các khoa học gia đã tìm ra được một cách để đẩy nhanh quá trình phân hủy nhựa. Một số nhà nghiên cứu tại trường đại học Portmouth đã tạo ra một loại siêu enzyme ăn nhựa nhanh gấp 6 lần so với một loại enzyme trước đó. Nó được gọi là PETase là cách chơi chữ của loại nhựa phổ biến mà nó phân hủy. Đó là Polyethylene terephthalate, Loại nhựa PET hoặc loại PET thường được sử dụng trong chai lọ, thảm và quần áo sử dụng một lần nhưng phải mất hàng trăm năm để phân hủy trong môi trường thiên nhiên. Siêu enzyme PETase có thể phá vỡ nó chỉ trong vài ngày. Một trong những nhà nghiên cứu cho biết quá trình này vẫn còn quá chậm để có thể thương mại hóa. Tuy nhiên ông gọi sự phát triển này là một bước tiến lớn trong việc sử dụng các enzyme để tái chế nhựa và giảm ô nhiễm nhựa trên môi trường. Nhóm nghiên cứu đã nhận được nhiều kinh phí hơn để tiếp tục công việc của họ và đó là các tin cập nhật về kinh tế thế giới trong tuần này nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi vào chương trình xin liên lạc với Thanh Thảo tại tv com hoặc info@vietfesttv.com sau đây là vài quảng cáo bảo trợ chương trình Thanh Thảo sẽ trở lại ngay với quý vị xin cảm ơn quý vị vẫn đang xem chương trình Thanh Thảo Show hàng tuần do Thanh Thảo biên soạn và trình bày. Và sau đây là một số tin liên quan đến giới tiêu thụ bởi vì 2 phần 3 lực chuyển nền kinh tế Mỹ lệ thuộc vào mức chi tiêu của người dân. Bản tin đầu tiên rất là quan trọng đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán đó là Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân nhiễm bệnh COVID-19. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã xét nghiệm coronavirus với kết quả là họ nhiễm bệnh COVID-19. Tổng thống đã viết tweet tin tức này vào sáng sớm thứ Sáu và nói rằng ông và đệ nhất phu nhân sẽ bắt đầu quá trình cách ly và chữa bệnh ngay lập tức Bác sĩ của Tổng thống Trump là bác sĩ chỉ huy hải quân Sean Conley cho biết, ông đã nhận được tin tức về kết quả xét nghiệm vào tối thứ Năm và cho biết cả Tổng thống lẫn đệ nhất phu nhân đều khỏe vào thời điểm này. Ông Conley nói rằng đội ngũ y tế của Tòa Bạch Ốc sẽ duy trì một quan sát thận trọng và ông hy vọng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình mà không bị gián đoạn trong khi hồi phục. Trước khi tin tức có kết quả xét nghiệm, thì Tổng thống Trump đã lập kế hoạch cách ly sau khi một trong những phụ tá thân cận nhất của ông cho kết quả dương tính. Cô Hope Hicks đã đi du lịch với Tổng thống nhiều lần gần đây, bao gồm cả đến cuộc tranh luận ở Cleveland, Ohio vào ngày thứ Ba và một cuộc vận động tranh cử ở Minnesota hôm thứ Tư. Một nguồn tin thân cận với Hicks nói rằng cô đang có các triệu chứng bệnh và đã trở lại Washington, D.C. Sang qua bản tin về số người xin thất nghiệp lần đầu, 837.000 người đã nộp đơn xin thất nghiệp vào tuần trước. Việc phục hồi công việc của Mỹ đang tiếp tục nhưng với tốc độ rất nhanh, 837.000 người Mỹ khác đã nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu vào tuần trước. Điều đó đã giảm nhẹ so với tuần trước đó, tuy nhiên số liệu của tuần trước không bao gồm con số cập nhật từ tiểu bang California, bởi vì tiểu bang này đã tạm dừng giải quyết các đơn xin lần đầu trong hai tuần lễ. Vì vậy, Bộ Lao động phải ước tính các con số của California. Đối với các đơn xin trợ cấp tiếp tục thì con số đó ở mức là 11.8 triệu trên cơ sở được điều chỉnh theo mùa. Các đơn xin tiếp diễn bao gồm những người đã nộp đơn xin trợ cấp trong ít nhất là 2 tuần lễ liên tục. Ngành hàng không của Hoa Kỳ phải cắt giảm hàng loạt nhân viên. Các lĩnh vực của ngành công nghiệp du lịch đang cảm thấy những ảnh hưởng của nền kinh tế suy thoái. Điều đó bao gồm các hãng hàng không và các quan chức tại đó nói rằng có khả năng xảy ra tình trạng cắt giảm và sa thải nhân viên trừ khi nào họ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ chính phủ Mỹ đạo luật viện trợ, cứu trợ và an ninh kinh tế coronavirus hay đạo luật quan tâm đã mang lại cho các hãng hàng không 25 tỷ Mỹ Kim vào đầu năm nay để tạm ngưng việc cắt giảm việc làm cho đến tháng 9. Tuy nhiên, nếu không có một chương trình kích cầu từ Quốc hội, thì hàng chục ngàn nhân viên hàng không sẽ mất việc làm. Các giám đốc điều hành của hãng hàng không cho biết họ sẽ tiếp tục trả lương cho công nhân viên nếu Quốc hội thông qua khoản trợ cấp thêm 25 tỷ Mỹ Kim cho các hãng hàng không. Mặc dù Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi được cho là đang tiến tới một thỏa thuận kích thích kinh tế, nhưng một số trở ngại đã xảy ra trong tiến trình thảo luận. Các hãng hàng không Hoa Kỳ đã có kế hoạch bắt đầu tuyển dụng thêm 19.000 công nhân. Các giới chức của các hãng hàng không United thì cho biết họ đang xem xét việc cắt giảm 12.000 nhân viên. Hàng ngàn nhân viên hãng hàng không khác có thể phải đối mặt với số phận tương tự nếu như không sớm đạt được thỏa thuận. Các hãng hàng không có sự ủng hộ của lưỡng đảng cho một vòng trợ giúp mới của liên bang các giới chức trong ngành và những người ủng hộ họ cho biết nếu nhân viên ngành hàng không mất việc làm, họ sẽ khó có thể trở lại làm việc sau này, bởi vì thường thường các phi công cần phải đào tạo và được cấp chứng chỉ trở lại. Khoản vay bổ sung được giải ngân cho các hãng hàng không là bản tin kế tiếp. Bảy hãng hàng không đang nhận được những phần lớn hơn trong ngân sách 25 tỷ Mỹ Kim mà chính phủ liên bang đang đề nghị cho họ vay. Số tiền lớn hơn là do cả hai công ty là Delta và Southwest đều không vay vốn, Hai hãng hàng không kể trên nói rằng họ đã có thể thu xếp nguồn tài chính trên thị trường tư nhân. Điều đó có nghĩa là các hãng hàng không Alaska American, Frontier, JetBlue, Hawaiian, SkyWest và United sẽ nhận được nhiều tiền trợ giúp hơn. Hàng chục ngàn nhân viên của các hãng hàng không bị cho nghỉ việc bắt đầu từ thứ năm khi phần hỗ trợ trả lương của chính phủ dành cho các hãng hàng không đã kết thúc. Bộ trưởng Ngân khố Steven Mnuchin đang yêu cầu quốc hội gia hạn chương trình đó. Công ty Boeing chuyển việc sản xuất phi cơ Dreamliner 787 sang South Carolina. Một bước tiến lớn cho một chiếc máy bay phản lực thậm chí còn lớn hơn. Công ty chế tạo phi cơ Boeing cho biết họ đang chuyển việc sản xuất chiếc phi cơ Dreamliner 787 từ tiểu bang Washington đến tiểu bang South Carolina. Nếu khái niệm của quý vị về thành phố Charleston ở South Carolina là một nơi cổ kính đẹp như tranh vẽ thì điều đó không sai. Nhưng nếu quý vị không liên tưởng đến việc phần đất thuộc miền Nam Hoa Kỳ với một trong những kiểu máy bay phản lực hiện đại nhất trên thế giới, thì quý vị sẽ nhầm. Trong hơn một thập niên, kể từ năm 2009, dấu chân của Boeing tại vùng này đã phát triển. Và nhà máy di chuyển lắp ráp kiểu phi cơ Dreamliner 787 thứ nhì của Boeing sau nhà máy tại Everett ở Washington hoàn toàn có khả năng sản xuất 6 chiếc Dreamliners mỗi tháng mà công ty đang thu hẹp việc sản xuất bởi vì các đơn đặt hàng máy bay giảm nặng nề do COVID-19 gây ra. Ông John Holden là chủ tịch của Hiệp hội Thợ Máy ở miền Tây tiểu bang Washington, đã than phiền rằng các cuộc thảo luận đã diễn ra chỉ vài ngày với công ty về việc giữ chi nhánh tại Everett mở cửa. Tuy nhiên, cuối cùng công ty Boeing đã quyết định kết thúc việc sản xuất phi cơ Dreamliner tại Washington. Thống đốc Washington là Jay Inslee đã gọi hành động của Boeing là một sự xúc phạm đối với các nhân viên trong ngành hàng không vũ trụ. Seattle chấp thuận mức lương tối thiểu cho tài xế Uber và Lyft. Seattle đang tăng mức lương tối thiểu cho tài xế lái xe Uber và Lyft. Hội đồng thành phố đã thông qua một luật mới trong ngày thứ Ba sẽ khiến cho các công ty dịch vụ chuyên chở hành khách trả cho tài xế của họ mức lương tối thiểu là 16 Mỹ Kim một giờ. Biện pháp này sử dụng một công thức tính lương cho người lái xe để họ sẽ được trả công bằng khi họ có ít khách hơn. Trong phương pháp mới này, thì người lái xe được trả 30 Mỹ Kim hàng giờ trước khi trừ chi phí và được cho là khuyến khích Uber và Lyft để giữ cho tài xế của họ bận rộn với nhiều hành khách hơn thay vì đưa nhiều xe làm tràn ngập thành phố. Luật được mô phỏng theo một luật tương tự tại New York City là thành phố đầu tiên thông qua biện pháp như vậy. Trong một bức thư gần đây, Uber cho biết chính sách của New York dẫn đến việc có ít chuyến xe hơn và giá hành khách phải trả cao hơn. Trong khi Lyft thì gọi kế hoạch của Seattle là sai lầm, và nói rằng nó sẽ làm hại đến công việc làm. Trung tâm CDC gia hạn lệnh cấm du thuyền ra khơi cho đến hết tháng 10. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, viết tắt là CDC, đang gia hạn lệnh không được ra khơi. Hoạt động chở khách trên tàu du lịch đã bị đình chỉ cho đến hết ngày 31 tháng 10. Điều này bao gồm bất cứ chiếc du thuyền nào có khả năng chở ít nhất là 250 hành khách trong vùng biển Hoa Kỳ. Luật cấm trước đó đã hết hạn vào ngày thứ Tư CDC cho biết kể từ ngày 1 tháng 3 thì đã có hơn 3.600 trường hợp bệnh COVID-19 được báo cáo hoặc là những loại bệnh giống như COVID-19 trên các du thuyền ở vùng biển Hoa Kỳ. Một giới chức y tế liên bang cho biết CDC muốn gia hạn lệnh cấm cho đến cuối năm nay, nhưng không thuyết phục được Tòa Bạch Ốc làm theo điều đó. Công ty Amazon và eBay ngưng bán các sản phẩm liên quan đến tổ chức Proud Boys. Amazon và eBay có kế hoạch loại các sản phẩm gắn liền với nhóm vũ trang bạo lực có chủ trương thượng tôn giá trắng mang tên Proud Boys khỏi trang web của họ. Hành động này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump được yêu cầu lên án chủ trương thượng tôn giá trắng và nhóm này. Thay vào đó, Tổng thống đã yêu cầu nhóm hãy stand back and stand by, tức là đứng lại và đứng chờ, trong cuộc tranh luận Tổng thống vào ngày thứ Ba. Sau cuộc tranh luận, hàng hóa có nhóm chữ này đã bắt đầu được bán trên các trang web. eBay và Amazon nói rằng các mặt hàng liên quan đến Proud Boys vi phạm chính sách của công ty của họ về việc cấm các vật liệu gây ra phản ứng tiêu cực. Trung tâm luật The Southern Poverty cho biết Proud Boys là một nhóm cực hữu có khuynh hướng thù hận. Các thành viên của Proud Boys đã được nhìn thấy trong đồng phục áo sơ mi polo màu đen và màu vàng của họ tại nhiều cuộc biểu tình ủng hộ chiến dịch tranh cử 2020 của Tổng thống Trump. Nhóm này được biết đến với những bài phát biểu chống người Hồi giáo và lý thuyết sai lầm chống phụ nữ. Công viên giải trí Disney sa thải 28.000 nhân viên tại Mỹ. Được quảng cáo là nơi hạnh phúc nhất trên trái đất, nhưng một Covid-19 đã giáng một cú mạnh ảnh hưởng đến các nhân viên Disney vào đầu tuần này khi công ty thông báo về tác động kéo dài của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ, bao gồm sự hạn chế số khách vì các yêu cầu về khoảng cách xã hội và sự không chắc chắn liên tục về thời gian phải đóng cửa vì đại dịch trở ngại này trầm trọng hơn tại California vì tiểu bang này không sẵn lòng dỡ bỏ các hạn chế cho phép Disneyland mở cửa trở lại. Công ty cho biết đang nói chuyện với các nhân viên bị ảnh hưởng cũng như các công đoàn về những bước tiếp theo cho các diễn viên được đại diện bởi công đoàn. Số người sẽ mất việc làm lên đến 28.000 nhân viên. Hồi tuần trước, thống đốc tiểu bang Florida là Ron DeSantis đã dỡ bỏ các hạn chế đối với nhà hàng và các doanh nghiệp khác và cho phép các công viên giải trí mở cửa trở lại hết công suất tại Florida. Nhưng Walt Disney World đã quyết định không tăng công suất lên đến 100% vì họ nói rằng công viên sẽ tiếp tục tuân theo các yêu cầu của địa phương về việc che mặt và giữ khoảng cách an toàn xã hội. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin kinh tế liên quan đến giới tiêu thụ tại Mỹ bàn về ngân sách gia đình, Thanh Thảo nhận được một số câu hỏi của khán thính giả về sự khác biệt của quỹ để dành tiền nghỉ hưu IRA và Roth IRA. Sau đây là những điểm chính. Có nên mở quỹ Roth IRA hay không? Phụ thuộc vào lợi tức, dự kiến và thuế xuất của quý vị. Trong những sản phẩm thuộc về lập kế hoạch tài chính, chương mục hưu trí cá nhân Roth IRA có vẻ giống loại quỹ hưu trí truyền thống IRA. Phiên bản Roth được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1998 cung cấp một số tính năng hấp dẫn mà IRA còn thiếu. Thứ nhất là không có mục phải bắt buộc rút tiền tối thiểu gọi là required minimum distribution hay là RMD. Thứ hai là cho phép người để dành sự linh hoạt rút tiền trước khi nghỉ hưu mà không bị phạt. Roth IRA thực sự có ý nghĩa ở những thời điểm nhất định trong cuộc đời của quý vị. Tuy nhiên ở những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, phiên bản truyền thống của IRA hoặc là 401k cũng có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Thông thường việc lựa chọn giữa loại quỹ nào phụ thuộc vào mức lợi tức hiện tại và lợi tức dự đoán vào lúc nghỉ hưu. So sánh các biện pháp thuế khác nhau giữa IRA và Roth IRA. Cả hai chương mục IRA và Roth IRA đều cung cấp các lợi thế về thuế khác nhau cho những người để dành tiền nghỉ hưu. Tuy nhiên, mỗi loại hoạt động khác nhau một chút. Với IRA truyền thống hoặc là 401k, quý vị đầu tư bằng tiền trước khi đóng thuế lợi tức và sẽ phải trả thuế lợi tức khi quý vị rút tiền ra lúc về hưu. Sau đó quý vị cũng phải trả thuế cho các khoản đầu tư lúc ban đầu và những lợi nhuận kiếm được. Trong khi đó với Roth IRA thì ngược lại, quý vị đầu tư số tiền đã bị đánh thuế theo mức thông thường của mình và khi rút tiền lẫn tiền lời sẽ được miễn thuế bất cứ khi nào quý vị muốn, miễn là quý vị đã mở chương mục Roth IRA trong ít nhất 5 năm. Khi lựa chọn giữa Roth IRA và IRA truyền thống thì vấn đề quan trọng là liệu mức thuế lợi tức của quý vị sẽ cao hơn hay thấp hơn hiện tại khi quý vị bắt đầu rút tiền từ chương mục nghỉ hưu. Không ai biết chắc được tương lai, nhưng về cơ bản quý vị cần phỏng đoán với dữ liệu có được. Ví dụ, quốc hội có thể thực hiện các thay đổi đối với luật thuế trong những năm tới. Ngoài ra còn có một yếu tố thời gian. Roth IRA, nếu mở quá muộn thì cũng cần biết rõ mình có thể chờ đợi 5 năm trước khi bắt đầu rút tiền để nhận được lợi ích về thuế hay không. Trường hợp nên mở Roth IRA. Đối với những người làm việc trẻ tuổi, những người còn nhiều tiềm năng lợi tức trong đời, quỹ Roth IRA có một lợi thế nhất định. Khi mới đi làm rất có thể mức thuế của quý vị còn thấp, tiền lương có thể sẽ gia tăng trong những năm sau đó, dẫn đến lợi tức cao hơn và thuế suất cao hơn vào lúc nghỉ hưu. Do đó quý vị nên tải trước gánh nặng thuế của mình và bằng cách mở Roth IRA. Một trong những chân lý tuyệt vời về đầu tư là thời gian, và đặc biệt là khi tăng trưởng và lãi kép tức là compound interest được miễn thuế trong quỹ Roth IRA. Một lý do khác là nếu quý vị còn trẻ, lợi tức của quý vị có nhiều thập niên để tăng trưởng và nhận compound interest. Và với Roth thì quý vị sẽ không phải trả thuế cho tất cả số tiền đó khi rút tiền ra lúc về già. Trong khi đó thì quỹ IRA truyền thống sẽ buộc quý vị phải trả thuế cho các khoản lợi tức lẫn tiền lời. Kế đến là không nên mở quỹ Roth IRA vì mức thuế lập luận về thuế để đóng góp cho Roth có thể dễ dàng đảo ngược nếu quý vị đang ở trong những năm có lợi tức cao nhất của đời mình. Nếu như bây giờ quý vị đang phải đóng thuế suất cao hơn thì thuế suất lúc nghỉ hưu có thể sẽ thấp hơn. Trong trường hợp đó thì có lẽ quý vị nên hoãn việc đóng thuế bằng cách đóng góp vào chương mục hưu trí IRA truyền thống. Đối với các nhà đầu tư giàu có nhất, quyết định có thể được đưa ra vì những hạn chế về lợi tức của Sở thuế Liên bang IRS đối với quỹ Roth IRA. Trong năm 2020, một cá nhân không thể nào đóng góp vào quỹ Roth nếu họ có lợi tức từ 139.000 Mỹ Kim trở lên mỗi năm, hoặc là 206.000 Mỹ Kim trở lên nếu họ đã kết hôn và khai thuế chung. Các khoản đóng góp cũng bị giảm, mặc dù không bị loại bỏ ở mức lợi tức thấp hơn. Sự cắt giảm bắt đầu ở mức lợi tức là 124.000 Mỹ Kim cho những người nộp hồ sơ thuế riêng và 196.000 Mỹ Kim cho các cặp vợ chồng nộp hồ sơ thuế chung. Mặc dù có một số chiến lược để phá vỡ các quy tắc này một cách hợp pháp, nhưng những người có thuế suất cao hơn có thể không có lý do thuyết phục để mở quỹ Roth. Ngược lại, không ai bị loại vì lợi tức từ việc đóng vào quỹ IRA truyền thống, tùy có thể có mức giới hạn số tiền đóng tối đa. Kế đến là việc sử dụng quỹ IRA để giảm lợi tức điều chỉnh AGI. IRA truyền thống hoặc là 401k có thể dẫn đến tổng số lợi tức đã điều chỉnh gọi tắt là AGI thấp hơn bởi vì các khoản đóng góp trước khi tính thuế của quý vị được khấu trừ từ con số đó, trong khi các khoản đóng góp sau thuế cho Roth thì lại không. Và nếu có mức lương tương đối khiêm tốn thì AGI thấp hơn có thể giúp cho quý vị tối đa hóa số tiền nhận được từ tín dụng thuế của người để dành tiền hưu trí. Theo chương trình tỷ lệ đóng góp được hoàn lại thuế của quý vị phụ thuộc vào AGI. Vì khoản tín dụng được thiết kế để khuyến khích những người đi làm có lợi tức thấp đóng góp nhiều hơn vào kế hoạch nghỉ hưu của mình cho nên AGI càng thấp, tỷ lệ phần trăm được ghi nhận càng cao. Đối với năm 2020, thì những người nộp hồ sơ thuế chung có AGI trên 65.000 Mỹ Kỳ một năm sẽ không nhận được tín dụng thuế nào. Nhưng những người có AGI thấp hơn thì sẽ được ghi nhận từ 20% cho đến 50% số tiền đóng góp của họ vào quỹ IRA hoặc là 401k. Sau đó các khoản đóng góp hưu trí trước thuế có thể tăng tín dụng bằng cách giảm AGI của quý vị. Việc hạ thấp đó có thể đặc biệt hữu ích nếu như AGI của quý vị chỉ cao hơn một con số ngưỡng và nếu được đáp ứng thì sẽ mang lại tín dụng lớn hơn. Sang qua việc mở IRA để tăng lợi tức ngay lập tức. Có một lý do khác để mở IRA liên quan đến khả năng tiếp cận tiền lợi tức hiện tại so với khả năng tiết kiệm thuế trong tương lai. Roth có thể lấy bớt lợi tức từ tay của quý vị trong thời gian ngắn bởi vì quý vị bị buộc phải đóng góp vào đó bằng tiền đã được trừ thuế lợi tức. Ngược lại với quỹ IRA truyền thống hoặc 401k, lợi tức được cần đóng tối đa vào chương mục sẽ thấp hơn vì dựa trên lợi tức trước khi trừ thuế. Nhiều người sử dụng số tiền khác biệt đó ngoài việc đầu tư, chẳng hạn để dành tiền mua nhà, lập quỹ để dành khẩn cấp, đi nghỉ mát, vân vân. Kết quả là chương mục hưu trí IRA giúp tăng tính linh hoạt tài chính của quý vị. Nó cho phép đóng góp tối đa vào IRA hoặc 401k trong khi vẫn còn chút tiền mặt dành cho các mục đích khác trước khi quý vị về hưu. Và một trong những cách khác nữa là mở cả IRA lẫn Roth IRA. Nếu đang trong thời gian giữa chừng của sự nghiệp thì việc dự đoán tình trạng thuế trong tương lai của quý vị có thể rất khó. Trong trường hợp đó thì quý vị có thể đóng góp vào cả hai chương mục IRA lẫn Roth IRA trong cùng một năm bằng cách chia ra phân nửa con số cho mỗi quỹ. Quy định chính là quý vị chỉ có thể đóng góp tổng hợp trong năm 2020, không được quá con số là 6.000 Mỹ Kim hàng năm hoặc là 7.000 Mỹ Kim nếu quý vị từ 50 tuổi trở lên. Làm như vậy thì vào lúc nghỉ hưu, có thể có một số năm quý vị gặp tình trạng thuế thấp vì chi phí chăm sóc dài hạn cao hoặc là các yếu tố khác. Lúc đó quý vị có thể rút tiền từ quỹ IRA truyền thống và đóng thuế thấp hơn, thậm chí có khi đóng 0%. Cũng có thể có một số năm quý vị gặp tình trạng thuế cao vì lời nhiều hoặc là các lợi tức khác. Trong những năm đó thì quý vị rút tiền từ quỹ Roth IRA để ngăn chặn thuế xuất tăng thêm. Nhìn chung thì hoạch định tài chính và đầu tư chứng khoán là lĩnh vực khá phức tạp quý vị nên tìm một cố vấn tài chính đáng tin cậy để được hướng dẫn nhằm tránh những lỗi lầm của mình trong lúc mở quỹ để dành tiền nghỉ hưu và đầu tư làm sao để các quỹ đó tăng trưởng. thưa quý vị, quân bình ngân sách gia đình không những giúp cho chúng ta mang lại hạnh phúc cho người thân mà còn đem sự bình an cho tâm hồn. nếu quý vị có ý kiến đóng góp hoặc là muốn gửi câu hỏi về chương trình này, xin liên lạc với thanh thảo tại thonythanhthao@advietphes.tv.com hoặc info tv com Cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình tuần này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Thân ái kính chào tạm biệt. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.